Chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay kênh Món Ngon Tại Nhà sẽ chia sẻ cho quý vị một cái món chay ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà quý vị ơi. Cái món này là món ngon từ đậu bắp, đây là đậu bắp xào treo, rất là thơm ngon, hấp dẫn. Chúng ta lâu lâu đổi khẩu vị, thay vì đem luộc chấm với chao thì hôm nay chúng ta xào luôn, rất là ngon và hấp dẫn. Mà để chúng ta xào đậu bắp như thế nào mà đậu bắp của mình vẫn được giòn xanh mà nó thấm vị chao này, quý vị xem này, cái thành phẩm mình mới là hoàn thành rất là thơm ngon và hấp dẫn luôn. Đó, để xào như thế nào nó giữ được độ giòn, độ xanh và thấm đậm gia vị như thế này thì mời tất cả quý vị cùng thực hiện. Rồi, trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cái phần nguyên liệu. Nguyên liệu thì gồm có đậu bắp. Đậu bắp thì mình cái này khoảng 200 gram mà quý vị. Đó, bữa nay mình xào ít thôi, một người ăn thôi nha quý vị. Khoảng 200 gram đậu bắp, lựa những trái nhỏ nhỏ vừa ăn là được, cho nó giòn, nó xanh, ngon hết quý vị. Bên cạnh đó quý vị cũng chuẩn bị cho mình hành lá, ớt. Và đặc biệt để cái món này nó ngon, hấp dẫn thì các bạn lựa chao. Bắp chao thì mình xài khoảng 3 cục chao. Chao loại ngon á quý vị. Chúng ta mua về mà những loại chao nào mà nó nổi á, rất là ngon. Đó, rồi bên cạnh đó là một số gia vị thông thường thôi, như đường, muối, bột ngọt, rồi dầu ăn chẳng hạn. Rồi bây giờ đã đầy đủ nguyên liệu rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái món đậu bắp xào chao. Trước tiên thì quý vị chuẩn bị cho mình một nồi nước, nước nó sôi lên như quý vị, cái này nó mới sôi tới thôi, mình định để bỏ vô hơi vội chút xíu nhưng cũng không sao. Các bạn nên để nước sôi lên, bỏ vô một xíu muối nha, nước sôi ủng lên á, ủng lên nhiều lên, còn lỡ mà để như mình nó vừa lên tim nè thì các bạn để lâu hơn chút xíu. Các bạn cứ đảo đều chừng nào mà các bạn dòm thấy nè, nó đổi màu xanh như gì nè, nó bây giờ nước nó sôi ủng rồi nè, nó chuyển qua cái màu xanh đậm như vậy là được nha quý vị. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị một tô nước, nước càng lạnh càng tốt nha quý vị. Đó, tại vì nước lạnh thì với nước sôi nè mình tạo nên một sự sốc nhiệt cho cái phần đậu bắp mình á, nó sẽ giữ được cái màu xanh và giòn ngon. Đó, rồi sau khi mình ngâm khoảng 2 phút thì mình sẽ gấp cái phần đậu bắp này ra. Các bạn xem nè, cái độ giòn nó sẽ giữ được cái độ giòn và xanh rất là ngon. Rồi bây giờ mình để ráo nha. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái phần đậu bắp này ra để đậu bắp mình nó không có bị nhớt cái gì, là mình sẽ để nguyên trái mình luộc luôn, chứ các bạn đừng có sắt ra rồi mới luộc nha. Sắt ra luộc thì nó sẽ dễ bị nhớt á. Rồi cắt bỏ cái đầu, cái phần đầu của trái đậu bắp, cắt ra một trái. Nếu mà trái dài á, thì các bạn cắt ra khoảng 4 5, còn nhỏ nhỏ thì mình cắt làm hai cũng được. Cắt đậu bắp á, xong mình đem xào á, nó sẽ thấm gia vị rất là ngon quý vị. Nếu mà xào nguyên trái là cắt tiếp theo á, mình sẽ cắt cái phần hành lá ra. Quý vị cũng có thể sử dụng thêm một củ hành tím, còn không thì mình sẽ cắt cái phần gốc hành đó quý vị, hoặc là mình sử dụng tỏi mình phi cũng được, mình thì tận dụng cái gốc hành mình phi luôn đó. Còn cái gốc hành lá thì mình cắt ra nhỏ nha, rồi mình để riêng một bên cái phần lá, và cái phần gốc thì mình để riêng một bên nha quý vị. Rồi xong cái phần đó rồi mình sẽ chuẩn bị cái phần chao luôn.
chao thì ba viên chao, ba cục chao. Đó, mình cũng tán cho nó nhuyễn ra nha quý vị. Chao thì các bạn nêm lại thử coi nó vừa ăn chưa. Nếu mà vừa ăn rồi thì thôi, riêng mình á thì để chao nó ngon hơn thì mình sẽ dằn thêm một xíu bột ngọt ít thôi nha quý vị, cho nó cân bằng cái vị mặn nó lại. Rồi bây giờ mình bắt đầu xào. Lúc này thì quý vị bắt cái chảo, đợi chảo nóng lên, mình cho một ít dầu vào. Đó, quý vị sợ đợi cái dầu nó sôi lên nha. Lúc nó sôi nó sẽ lên tim, bắn tim lên. Cái này gớt miếng gốc hành vô đây nè, mình để mình canh luôn cũng được. Khi nào mà cái gốc này nó sôi lên thì mình sẽ cho cái phần hành vào. Rồi bây giờ nó sôi lên đó quý vị, được rồi. À, mình sẽ cho cái phần gốc hành vào để mình phi nha. Mình có thể sử dụng cái củ hành tím mình phi cũng rất là thơm. Đợi cho nó vàng vàng là được. Rồi, như vậy là được rồi nè quý vị. Bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu bắp vào. Mình xào sơ với cái phần gốc hành vừa phi, cho cái đậu bắp mình nó thơm đó quý vị. Rồi. Đó, khi mà mình xào một chút xíu là khoảng 1 phút là được rồi quý vị. Sau đó mình nêm nếm nha, cho một xíu muối nè, nửa muỗng muối. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần đường vào, nửa muỗng đường nha quý vị, nửa muỗng canh đường á, xíu muối xíu đường, xào sơ cho nó thấm trước nha. Rồi đó, tiếp theo mình sẽ cho phần nửa phần chao này vào trước. Chao thì mình cho từ từ nha quý vị. Đó, các bạn cứ xào tiếp, xào khoảng 2 phút. Mình xào sao mà cho cái phần đậu bắp mình nó vừa chín tới thôi, nó còn vẫn giữ được cái độ giòn và xanh của đậu bắp, ăn nó sẽ rất là ngon. Đó, các bạn nêm nếm lại nha, coi nó vừa ăn chưa. Rồi mình hãy cho tiếp cái phần chao vào. Đó, nếu quý vị nào thích ăn ngọt ngọt thì cho thêm xíu đường. Cái độ mặn á, thì cho thêm xíu muối hoặc là xịt xíu nước tương cũng rất là ngon. Và lúc này các bạn cũng có thể cho hành lá vào để mình xào chung luôn. Đó, bây giờ nó sôi lên rất là dữ nè các bạn. Thì mình xào thêm khoảng 2 phút nữa. Cho cái phần chao á, nó thấm vào cái đậu bắp của mình. Sau đó mình sẽ cho ớt vào. Các bạn có thể cho thích ăn hơi nồng nồng nhẹ thì mình gắt tiêu lên. Còn muốn ăn cay á, thì cho ớt vào, cho nguyên trái luôn để cho nó đẹp. Mà thôi mình nghĩ là nên cắt ra đi. Cắt ra nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Rồi cơ bản là mình đã chia sẻ xong cho tất cả quý vị và các bạn cái món đậu bắp xào chao. Rất là đơn giản, dễ làm, thơm ngon trong cái bữa cơm chay trong gia đình mình. Với những cái nguyên liệu rất là cơ bản dễ tìm luôn. Thì kênh Món Ngon Tại Nhà một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Kênh sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn những cái món chay ngon, đơn giản, dễ làm tại nhà để làm phong phú thêm cái thực đơn, những cái món ăn chay trong gia đình mình cho nó đỡ nhàm chán hết quý cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nếu quý vị nào thích thì nhấn cho mình một like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đặc biệt là đăng ký kênh để khi có video mới thì
Quý vị và các bạn có thể là người xem đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại.